Chào mừng các bạn đã đến với thư thuật kinh học. Thì hôm nay thư thuật kinh học sẽ dẫn các bạn cách để mà khôi phục lại dữ liệu đã xóa vĩnh viễn ở trên điện thoại của mình ha. Tức là trên điện thoại của mình, nếu như các bạn lỡ các bạn xóa vĩnh viễn những hình ảnh và video thì làm cách nào để khôi phục được. Thông thường khi những cái hình ảnh và video mà các bạn xóa trên điện thoại thì nó sẽ được chuyển vào trong cái thùng rác ha. Thùng rác của điện thoại để các bạn có thể khôi phục nó trong vòng 30 ngày ha. Ở đây ví dụ ha, ví dụ mình sẽ thử hành xóa một số cái hình ảnh ha trên điện thoại của mình. Rồi mình sẽ xóa, ở đây mình sẽ xóa một vài cái ảnh nha. Rồi sau đó mình sẽ tiếp theo mình sẽ vào cái thùng rác ha, vào phần thùng rác, kết vào dấu ba chấm vào thùng rác ha trên điện thoại. Và sẽ thấy được những ảnh mình đã xóa đây. Nếu ở trong đây thùng rác này mình xóa thêm một lần nữa thì nó sẽ bị mất hoàn toàn ha, mất hoàn toàn. Rồi giả sử đây trên đây mình xóa luôn thì nó sẽ làm trống thùng rác, xóa hoàn toàn. Thì những cái dữ liệu này hoặc là trong vòng 30 ngày thì tự động cho thùng rác nó cũng sẽ tự động xóa luôn. Vậy thì những dữ liệu này làm sao phục hồi được? Thì ở đây thì thường á, nếu các bạn có lưu trên Google Photo thì nó có thể vào Google Photo để phục hồi. Trong trường hợp mà các bạn không có sử dụng Google Photo thì các bạn chỉ có thể phục hồi bằng cách kết nối điện thoại này với máy tính. Tại vì thông thường á, những cái ứng dụng mà phục hồi á, dữ liệu trên điện thoại á, thường là sẽ không phục hồi được ha. Do đó thì mình phải sử dụng phần mềm trên máy tính thì mới có thể phục hồi được những dữ liệu trên điện thoại của mình. Thì các bạn có thể thực hiện như sau. Đầu tiên thì các bạn sẽ tiến hành kết nối điện thoại với máy tính ha, bằng cái cáp dây cáp sạc của điện thoại. Rồi mình sẽ cắm cái dây cáp sạc này vào trong máy tính của mình để tiến hành phục hồi ha. Một đầu mình cắm vào điện thoại, một đầu ngại mình sẽ cắm vào cổng USB của máy tính ha. Sau khi các bạn đã cắm điện thoại của mình ha vào máy tính, nếu như mà máy tính không có nhận ra được cái thiết bị của bạn ha, thì các bạn phải tiến hành cài đặt driver tương ứng với thiết bị của các bạn ha. Ví dụ như đây thì mình dùng điện thoại Samsung, mình sử dụng điện thoại Samsung thì mình sẽ tiến hành cài đặt driver ha. Samsung USB driver thì các bạn có thể lên Google để các bạn download về và các bạn tiến hành cài đặt ha. Ở đây thì mình sẽ tiến hành cài đặt để cho máy tính nó nhận diện ra được cái thiết bị của mình ha. Ngoài ra thì trên điện thoại của các bạn cũng phải bật chế độ USB debug ha để có thể kết nối điện thoại với máy tính. Thì để bật chế độ USB debug thì các bạn sẽ tiến hành như sau. Đầu tiên vô các bạn sẽ vào phần cài đặt trên điện thoại của mình ha. Rồi tiếp theo thì các bạn sẽ đi đến kéo xuống dưới. Rồi kéo xuống dưới các bạn sẽ tìm đến cái mục thông tin thiết bị ha. Mục thông tin thiết bị trên điện thoại của mình. Rồi sau đó các bạn tìm đến cái phần là số hiệu bản tạo ha. Rồi mình tìm đến số hiệu bản tạo và các bạn nhấp vào đó 7 lần. Chạm cho đến khi nào nó 7 lần để cho nó cho phép các bạn kích vào chế độ nhà phát triển ha, để có thể bật chế độ nhà phát triển trên điện thoại của mình. Rồi sau đó các bạn sẽ quay lại ha, sau đó mình sẽ quay lại. Rồi lúc này phía dưới cùng mình sẽ thấy có mục là cài đặt cho người phát triển nè. Rồi mình chọn vào đây. Rồi sau đó mình vào đây, mình sẽ chọn kích hoạt chế độ USB debug ha, mình sẽ gạt qua, kích vào nó, chọn vào đó. Ok, chọn ok. Thì xem như mình đã kích hoạt thành công chế độ USB debug ha. Rồi sau khi bật chế độ này lên thì các bạn có thể kết nối điện thoại với máy tính ha. Rồi sau khi các bạn đã cài đặt bật chế độ USB debug và cài đặt driver Samsung xong, thì các bạn sẽ vào phần microcomputer và DPC. Thì lúc này các bạn sẽ thấy được cái điện thoại của mình ra đây. Đây điện thoại Galaxy Note 9 của mình ha, nó hiện ra đây và nó có dung lượng luôn đó, dung lượng nó hiện ra đây như nó đã nhận ra được cái thiết bị của mình ha. Rồi mình có thể tiến hành phục hồi dữ liệu được trên thiết bị này của mình ha, trên cái điện thoại của mình. Ngoài ra các bạn còn có thể sao chép dữ liệu từ điện thoại sang máy tính cũng như là từ máy tính sang điện thoại cũng được luôn, một cách dễ dàng ha. Tiếp theo, để có thể phục hồi dữ liệu trên điện thoại của mình thì mình sẽ sử dụng cái phần mềm có tên là PhoneFile ha. Đây là một trong những phần mềm hỗ trợ phục hồi dữ liệu trên điện thoại hiệu quả ha, hiệu quả nhất. Và ở đây thì mình sẽ để đường link download phần mềm ở dưới phần mô tả của video ha, nên các bạn có thể download phần mềm. Để phục hồi dữ liệu thì mình sẽ chọn là Android Data Recovery. Và tiếp theo thì trên điện thoại mình nó sẽ hiện ra một cái thông báo ha, thì các bạn phải chọn OK để xác nhận cái thông báo này. Đây nó có cái thông báo là hỏi cho phép gỡ lỗi USB hay không ha. Mình sẽ chọn là luôn cho phép từ máy tính này ha, rồi chọn cho phép. Để sau này mình có cắm điện thoại vào cho máy tính á thì nó tự động nó nhận luôn ha, mình không cần phải. Rồi chọn cho phép. Rồi chọn tiếp theo mình sẽ chọn OK ha. Ứng dụng này. Rồi. Thì sau khi mình đã chọn cho phép trên điện thoại xong thì lúc này trên máy tính nó sẽ chuyển đến giao diện như thế này ha. Thì tại đây thì mình có thể tiến hành phục hồi lại danh bạ ha, tin nhắn, nhật ký cuộc gọi, rồi cũng như là hình ảnh, và video, âm thanh ha, audio là âm thanh ha, rồi tài liệu trên điện thoại của mình ha.
với cái ứng dụng này nó sẽ hỗ trợ mình ha. Mình sẽ tiến hành thử phục hồi hình ảnh video. Thế ở đây thì mình sẽ bỏ những cái còn lại ha, mình chỉ để là video và hình ảnh thôi, rồi sau đó mình sẽ chọn nét tới ha. Rồi tiếp theo mình sẽ đợi nó kiểm tra thiết bị của mình ha, nó sẽ dò trên thiết bị của mình, đợi nó kiểm tra thiết bị. Rồi tiếp theo thì nó yêu cầu mình xác nhận ở trên điện thoại của mình ha. Rồi rồi ở đây đầu tiên ở đây thì nó sẽ hỏi mình cho phép mình chi nó hỏi mình có cho phép truy cập vào danh bạ của bạn hay không. Không cho phép ha, tại mình không có muốn chi mình không có muốn phục hồi danh bạ, vậy đó mình sẽ chọn từ chối nha. Rồi tiếp theo nó sẽ hỏi mình có cho phép thực hiện và quản lý cuộc gọi không, mình cũng từ chối luôn rồi, từ chối như ký cuộc gọi luôn. Rồi cho phép từ chối gửi và nhận tin nhắn luôn. Ở đây mình chỉ nó cho phép nó truy cập vào ảnh và phương tiện thôi ha, trên thiết bị chọn cho phép. Rồi ok, lúc này trên máy tính của mình thì nó sẽ hiển thị anh thị như thế này ha. Đó thì ba cái đầu từ chối mình có cái thứ tư này là mình chấp nhận ha. Và tiếp tục mình sẽ chọn scan ha. Rồi và tiếp tục mình sẽ chọn tiếp. Rồi ok, tới đây thì nó sẽ tiến hành quét cái điện thoại của mình để đưa ra những cái hình ảnh đã xóa cũng như là những hình ảnh nó tồn tại trên điện thoại của mình ha. Đó thì nó sẽ đưa ra rất là nhiều cái hình ảnh ha trên điện thoại của mình. Thì nó có bao gồm ở đây thì nó sẽ có bao gồm cả những hình ảnh trên máy, còn trên máy cũng như là hình ảnh đã xóa nha các bạn. Rồi các bạn sẽ lựa lại. Thời gian lau quét cũng khá là lâu ha, tùy vào cái điện thoại của bạn có nhiều dữ liệu hay không. Nếu như mà các bạn nhiều dữ liệu thì nó sẽ quét lâu ha, các bạn lưu ý. Rồi mình sẽ chờ đợi nó quét. Rồi sau khi nó quét xong thì ở đây thì nếu như các bạn muốn quét sâu hơn nữa thì các bạn có thể chọn Deep Scan ha. Deep Scan thì nó sẽ quét sâu hơn. Rồi ở đây thì nó sẽ liệt kê ra những cái hình ảnh ở trên cái điện thoại của mình ha. Đó, những hình ảnh bao gồm những hình ảnh đã xóa luôn. Nên thị lên thì các bạn có thể xem lại những cái hình ảnh trên cái điện thoại của mình. Rồi, rất là nhiều hình ảnh ha. Đó, rất là nhiều hình ảnh. Rồi khi các bạn muốn phục hồi những hình ảnh nào thì các bạn chỉ cần chọn những cái hình mà các bạn muốn phục hồi nha. Giả sử ở đây mình sẽ chọn 3 tấm hình ha, chọn 3 tấm hình. Rồi sau đó các bạn sẽ chọn recover ha, recover để phục hồi ha, để tiến hành phục hồi. Và sau đó chọn vị trí lưu. Đó, chọn vị trí lưu. Ở đây là mình lưu trong DD. Bây giờ giả sử như mình chọn ODE thì mình kích vào dấu 3 chấm ha, sau đó mình sẽ lựa lại ODE ha. Sẽ đi tới ODE mình chọn để cho nó phục hồi về ODE. Rồi sau đó mình sẽ chọn recover ha. Đó thì tiến hành nó sẽ phục hồi thành công ha. Ba tấm ảnh hồi nãy ha, về ODE cho mình. Đó mình có thể vào mình xem. Đó. Đây có sơ bài có ba tấm ảnh mình vừa mới phục hồi xong ha. Các bạn còn có thể phục hồi thêm những hình ảnh khác. Đó. Và có thể tiến hành phục hồi thêm ha. Những hình ảnh khác nếu muốn. Nếu như các bạn không tìm thấy hình ảnh của mình ở đây thì các bạn có thể tiếp tục các bạn chọn Deep Scan ha để tìm sâu hơn. Thì ở chế độ Deep Scan này nó cho phép các bạn dò tìm kiếm được nhiều hình ảnh hơn. Tuy nhiên cái điện thoại của bạn phải là được root rồi ha. Phải được root rồi. Điện thoại mình là chưa được root. Do đó thì mình không thể chọn chế độ Deep Scan được. Ok. Đến đây mình xin kết thúc của tại đây. Cảm ơn các bạn đã chưa theo dõi ha. Số video hay bổ ích, hãy nhấn đăng ký kênh Thuật Thuật Kinh Học để không bỏ lỡ những video mới nhất từ Thuật Kinh Học ha. Hẹn gặp lại các bạn chúng tôi lần sau.